Xin chào các bạn, đây là The Journal Things. Mùa du lịch đến rồi, các bạn đừng quên trong mỗi chuyến đi du lịch hãy thu thập thật nhiều những tư liệu để có thể làm được travel journal nhé. Nếu bạn nào còn đang băn khoăn, vậy khi đi du lịch cần phải mang theo những gì và mang thế nào cho thật gọn nhẹ thì hãy để The Journal Things giúp bạn trả lời câu hỏi này ngay nha. Thứ đầu tiên chúng mình cần mang theo chắc chắn phải là cuốn sổ rồi. Cuốn sổ mà The Journal Things recommend cho các bạn để mang đi du lịch chính là loại Traveler's Notebook. Đây là loại sổ có thể thay được lõi, nên là bạn có thể bỏ bớt những lõi không cần thiết, làm cho cuốn sổ trở nên gọn nhẹ hơn cho việc pack đồ. Rất là tiện khi đem đi du lịch đấy nhá. Bạn có thể bỏ vào đây từ sticker cho đến các đoạn chiết washi tape, rồi là tem, paper clip và đủ thứ linh tinh khác. Thứ tiếp theo chúng mình cần mang chính là các loại bút. Tuy nhiên bạn hãy lựa chọn thật kỹ nhá. Chúng mình không nên mang quá nhiều bút mà hãy chỉ nên lựa ra hai loại chính như sau. Thứ nhất đó là bút để viết. Bạn có thể chọn mang chiếc bút gel hoặc bút mực tùy vào sở thích của mình. Với bút gel thì hãy nhớ mang theo một chiếc tuột refill để đề phòng nha. Còn với bút mực thì hãy nhớ bơm mực đầy và mang thêm mực dự trữ. Thứ hai đó là bút trang trí. Bạn chỉ nên mang từ 1 đến 3 chiếc là đủ. Còn nếu thấy lịch trình của mình cần phải di chuyển quá nhiều thì The Journal Things khuyên bạn là hãy bỏ lại phần trang trí và mình có thể hoàn thành sau khi về nhà. Còn mình có thể chỉ cần sketch nhanh với bút gel hoặc bút mực là cũng rất là ok rồi đó. Sticker và washi tape là những đồ trang trí không thể thiếu rồi. Với sticker thì chúng mình chỉ mang mỗi mẫu một ít thôi. Nếu bạn dùng sổ Traveler Notebook thì chỉ cần bỏ ngay vào phần túi zip là xong. Với washi tape thì để gọn nhất chúng mình có thể chiết một vài mẫu ra thanh chiết thay vì phải mang cả cuộn bạn nhé. Còn nếu cuốn sổ của bạn không có chỗ để đựng thì bạn có thể sử dụng những chiếc tin box nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này nhé. Vừa tiện lại vừa đẹp phải không nào? À, các bạn hãy nhớ là phải mang theo một vài chiếc phong bì nữa. Để làm gì à? Chính những chiếc phong bì này sẽ rất là hữu dụng khi bạn muốn đựng riêng một vài thứ giấy tờ quan trọng hay những thứ nhỏ nhỏ như là con tem, đồng xu. Một vài vật dụng nữa mà bạn có thể mang theo đó là binder và paper clips. Đây sẽ là những thứ rất là hữu dụng khi bạn cần kẹp một thứ gì đó vào trong sổ. Nhất là khi đi du lịch, chúng mình sẽ có rất nhiều các loại giấy tờ cần mang cũng như là nhiều thứ muốn lưu giữ lại sau chuyến đi. Thì binder và paper clips sẽ giúp tất cả những thứ giấy tờ đó khỏi bị rơi mất đó. Ok, vậy là chúng mình đã sẵn sàng cho một tháng 7 với những chuyến đi du lịch rất là thú vị rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới nhé. Và hãy chia sẻ cho chúng mình những khoảnh khắc chu du khắp nơi của bạn cùng với cuốn journal nha. Bye bye!